Em xin chào các bác nhá. Hôm nay bên em lại test combo máy ép thủy lực này để giao cho bác khách ở bên Campuchia nhá. Đấy, con này là bộ này là xong, bên em tháo rời ra hết này, cho hết vào trong thùng, đóng gói lại chuyển sang bên Campuchia nhá. Con máy ép thủy lực này là loạt khung là 650 x 650, hành trình xi lanh 1m2, lực ép 30 tấn. Con này là sử dụng cái chạm nguồn 3,7 kW, điện 3 pha 308. Đấy. Đấy, bây giờ nhiều bác thắc mắc là con máy ép này có ép được thùng phi không, thì hôm nay bên em lại phải đầu tư mua một cái thùng phi này nhá, 200.000, để test thử cho các bác xem nhá. Đấy, tôi em không cần đóng cửa ép thùng phi. Đấy. Tốc độ bác sử dụng chạm nguồn 3 pha nên là tốc độ rất chi là nhanh các bác nhá. Tốc độ vèo vèo luôn. Đấy. Thùng phi này thì quá chi đơn giản các bác nhá. Thùng phi này thì không có một cái áp lực gì cả. Áp mới lên đến 40 cân. Áp mới lên đến 40 cân rồi nhá. Là thùng phi đã bẹp rúm rồi. Đây, để em xem này. Áp này. Áp mới lên đến 50 cân rồi nhá. Đấy, áp 50 cân thôi, thùng phi đã bẹp rúm rồi. Không có một cái gì nữa rồi. Rồi. Đấy. Và cho lên này. Đấy, thùng phi bẹp rúm ấy, còn khoảng 10 phân thôi các bác nhá. Rồi. Tốc độ vèo vèo luôn. Đấy, và xong ép xong một cái có cái ben trong ở đấy kiện ra nhá, đẩy luôn. Đấy, đẩy luôn thùng phi trôi ra. Đấy. Combo một con máy như này bên em đóng với đơn giá chỉ 40 triệu thôi nhá. Các bác có nhu cầu về các loại chạm nguồn thủy lực, xi lanh, tim ben thủy lực và có nhu cầu chế tạo các loại máy ép thủy lực thì các bác liên hệ cho bên em theo số điện thoại 0985 324 456 hoặc là số 0355 557 558. Các bác xem được video thì nhớ ấn cho em xin một nút like và follow đăng ký kênh ủng hộ bên em. Em xin cảm ơn. Đây, chạm nguồn đây các bác nhá. Chạy êm du luôn. Tốc độ vèo vèo.